trong số 10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất năm 2021 do Forbes ghi nhận, 6 doanh nhân đến từ Trung Quốc, hai gương mặt đến từ Nhật Bản và một tỷ phú Singapore, một Colin Zhen Huang, quốc tịch Trung Quốc, giảm 40,2 tỷ USD giá trị tài sản ròng, 22,4 tỷ USD vì Trung Quốc siết chặt quản lý các công ty công nghệ khiến nhiều tỷ phú bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Colin Zeng Hoang, nhà sáng lập Pinduoduo, đã mất đến 64% tài sản do cổ phiếu nền tảng thương mại điện tử này giảm mạnh. Hồi tháng 3, Hoang rời ghế chủ tịch của Pinduoduo sau khi từ chức CEO vào năm ngoái. 2. Jack Ma, quốc tịch Trung Quốc, giảm 21,4 tỷ USD giá trị tài sản dòng 37 tỷ USD. Jack Ma từng là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và là một trong những ông trùm thẳng thắn nhất của nước này. Jack Ma đã dành phần lớn thời gian của năm 2021 ở ẩn sau khi các công ty của ông lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý. An Group phải hoãn kế hoạch IPO trị giá 35 tỷ USD, còn Alibaba phải nộp phạt 2,8 tỷ USD vì cáo buộc độc quyền. Tính đến thời điểm Forbes thực hiện danh sách này, vốn hóa thị trường của Alibaba đã giảm hơn 46%. Ba Hui Kayan, quốc tịch Trung Quốc, giảm 18 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 9,1 tỷ USD. Năm thứ hai liên tiếp, Hui Kayan có mặt trong danh sách những tỷ phú mất nhiều tiền nhất. Cuộc khủng hoảng nợ tại China Evergrande Group khiến ông mất hàng tỷ USD. Tỷ phú này cũng được cho là đã bỏ tiền túi khoảng 1 tỷ USD để cứu công ty do mình sáng lập. Hui cũng đang chịu sức ép tái cấu trúc núi nợ lên tới 300 tỷ USD của Evergrande. 4. Zhang Zhong, quốc tịch Singapore, giảm 15,9 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 7,6 tỷ USD. Zhang là người sáng lập và chủ tịch của Hazilao, chuỗi cửa hàng lầu lớn nhất Trung Quốc. Bất chấp đại dịch, công ty này vẫn mở rộng lên đến gần 1.600 chi nhánh. Tuy nhiên, COVID-19 và sự thay đổi trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng khiến Hazilao chịu nhiều ảnh hưởng. Tháng trước, họ thông báo sẽ tạm ngừng hoặc đóng cửa hẳn 300 cửa hàng trong cuối năm nay. Cổ phiếu công ty cũng giảm 71% tính đến ngày 15 tháng 12, khiến Giang mất 68% tài sản. 5. Tadashi Janai, quốc tịch Nhật Bản, giảm 14 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 30,4 tỷ USD. Ông Janai đã mất khoảng 1/3 tài sản của mình trong năm nay sau khi cổ phiếu của đế chế quần áo Fast Retailing giảm khoảng 34%, tập đoàn có trụ sở tại Tokyo này là chủ sở hữu của các thương hiệu nổi tiếng như Uniqlo và Theory mặc dù doanh thu trong năm tính đến tháng 8 đã tăng 6% và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 70% so với năm 2020, Fast Retailing vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh phong tỏa ngăn COVID-19 lây lan. Công ty Nhật Bản còn gặp vấn đề về nhà máy ở Myanmar và cáo buộc sử dụng lao động cưỡng ép ở Tân Cương. Tuy nhiên, Fast Retailing đến nay vẫn phủ nhận những cáo buộc này. 6. Lee Jun Quốc tịch Trung Quốc giảm 14 tỷ USD giá trị tài sản dòng 16,3 tỷ USD. Tài sản của Li, người sáng lập và chủ tịch của Xiaomi, một trong những thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, đã giảm gần một nửa trong năm nay. Dù không chịu sự kiểm soát như những hãng công nghệ của Trung Quốc khác, Xiaomi vẫn phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng, cụ thể là tình trạng thiếu chip toàn cầu cùng với sự cạnh tranh gay gắt khiến thị phần bị thu hẹp. 7. Masayoshi Son, quốc tịch Nhật Bản, giảm 13,6 tỷ USD. Giá trị tài sản dòng 25,1 tỷ USD. Việc các hãng công nghệ của Trung Quốc gặp rắc rối cũng tác động lớn đến Masayoshi Son, người sáng lập và giám đốc điều hành của ShopBank, tập đoàn đầu tư khổng lồ Nhật Bản. ShopBank đã đầu tư vào nhiều công ty của nước này như Alibaba, Didi Global. Trong quý 3, quỹ tầm nhìn của ShopBank lỗ kỷ lục 7,3 tỷ USD. Cổ phiếu lao dốc khiến tài sản của Son giảm mạnh và mất vị trí người giàu nhất Nhật Bản. 8. Daniel Greenberg, quốc tịch. Mỹ giảm 13,2 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 29,6 tỷ USD. 2021 là một năm đầy biến động đối với giá cổ phiếu công ty cho vay thế chấp Rocket Companies của Dan Greenberg. Tỷ phú Mỹ nhanh chóng trở thành một trong 10 người giàu nhất thế giới khi tài sản của ông tăng vọt lên 80 tỷ USD trong một thời gian ngắn hồi tháng 3. Tuy nhiên, tính đến 15 tháng 12, cổ phiếu công ty cho vay trực tuyến đã giảm 62% từ mức đỉnh trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2020. 9. Jang Bansin, quốc tịch Trung Quốc, giảm 11,3 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 1,2 tỷ USD. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để kinh doanh trong lĩnh vực dạy thêm ở Trung Quốc, và Zhang Bansin, đồng sáng lập và chủ tịch công ty dịch vụ giáo dục TAL Education là ví dụ điển hình cho điều này. Những quy định mới của Trung Quốc khiến cổ phiếu của TAL giảm mạnh, trong khi tài sản của ông Trang bốc hơi đến 90%. 10. Trong Huizhuang, quốc tịch Trung Quốc giảm 10,4 tỷ USD, giá trị tài sản dòng 10 tỷ USD. Jong là người sáng lập, chủ tịch và CEO của nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Hanos Pharma, bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới sau đợt IPO của công ty năm 2019. Tuy nhiên, cổ phiếu Hanos đã giảm hơn 50% trong năm 2021 và hiện thấp hơn cả giá IPO, khiến tài sản của bà Jong bốc hơi hàng tỷ USD.